chào bà con. Hôm nay tiếp tục cuộc sống để giới thiệu cho bà con cận cảnh, đó là một cái khu cầu cầu. Hiện tại khu cầu cầu này đang ở xã An Phước, trên đất của bà con. Mà bà con cùng tham quan nha. Có một cái điều đặc biệt đó là con cầu cầu này nó có một cái dàn trang 29, đồng thời là dàn trang cái con cầu cầu này là của Phật 91. Trước khi mình tìm hiểu con cầu cầu mà còn xem những cái cảnh xung quanh ha. Cò vai thẳng cánh. Rất là thú vị ha bà con. Có một cái điều đặc biệt, cái con cầu cầu này thì bà con cũng hay thường xem mời. Tuy nhiên thì năm nay ông tài xế chín móm thì ổng thay đổi. Này người ta làm đường nước nha bà con. Đánh đường nước nè. Để cho nước nó xuống. Cánh đồng mênh mông hết bà con. Dung thì cái này người ta trang trước người ta bỏ tới đó là người ta kéo đến gọ. Nay mới có mùng 10 thôi bà con. Trang của ông tới 29 chạy quạt. Này mới sáng qua hả chú nói mới sáng qua hả? Cái này mới sáng qua. Giờ nghỉ hay gì, giờ nghỉ hay gì? Nước thì ra làm nặng đó. Ủa chú ở đâu? Chú nào? Thì, gần chỗ cái bệnh viện đang làm á, mà chú ở dưới này chừng khoảng chừng 100 m. Chỗ mà thịt bò không? Chỗ bán thịt bò không? Thịt bò chú cũng được. Chú rồi hả? Rồi. Dạ. Trang lớn chạy đã bà con, mặc dù kéo đi quắt qua quắt lại. Nước thêm sắp này là vô địch rồi, còn gì nữa. Đàn cò bay nè bà con. Quê hương mình đẹp quá ha bà con. Quê hương là chùm khế ngọt. Thì theo chú nói thì vụ này gọi là vụ xíu gọi là vụ xuân hè. Xuân hè rồi bà con. Thì này khô khốc luôn. Đợi nước lên mới trang nổi chứ con này trang sao được. Nghe nói cũng mới sớm ngày hôm qua nè bà con. Bữa nay trang. Bye bye.
chớ nắng nha bà con. Tới à. Kéo hay đắm đuối nha bà con, đầu mãi kéo hay đắm đuối. Không phải lý do không biết tại sao, chắc nghĩ theo cuộc sống người ta nghĩ đó là hay cặp bánh nó không bám hay sao ấy, chứ chạy dầm thấy chưa mượt nữa. Dàn trang thì lớn giống như mà đít xè rồi. Coi nè, con quay thường còn nãy trực tiếp tới hai mấy phút lận. Trực tiếp đối với Trang hai mấy chín đời mới 2020 độ cho nó khác với chung kia. Không làm hết nè, không về luôn hả gì, chắc con về trước quá. Mới có quay nữa à, qua kia. Thôi chạy chắc kè mơi nữa. Mới còn nghỉ chứ 20 mới xả mà. Nè. Còn mấy cái đất cút này nè. Nè nó lâu ăn hơn đạn. Là nhiêu tiếng rồi chính? 7. Sao mình sao xuống rồi? Hôm trước 108. Mấy giờ đó giờ hả? Vô Long Khen chua lét. Vô Long Khen nãy giờ cái trang dàn trang nè, quên nãy giờ chắc cũng à, bà con nghe nghe ông tài xế ông nói sự thật không? Gia ngày nếu mà bỏ chi phí còn lại được 1,7 triệu, còn mà chạc á là trên 2 triệu phải ngu. Mà với dàn xe 2.9 của ông chính này này thì ngon lành hơn chứ. Thôi còn chạy đi. Không,
nhưng mà sao con thấy nó yếu hai bên quá. Cái này là nhiều khi là chạy là lỏng cái đâu chạy vô, nếu mà đi đồng lầy á là phục vô chạy còn á 2-3 rồi nó được kiếm chơi 2-9 nghĩa là dần đen á là nghĩa là giờ vô chuyện ra được. À, đi vô đất này rồi chạy 2-3 và đến nó kiếm chơi 9 đất này là rồi chuyện chạy ta năng mà. Dạ. Mời bà con xem nhà trang đã đăng nha bà con. Đã. Rồi cảm ơn bà con xem video này. Bà con nhớ đăng ký, like, chia sẻ để sớm nhận những video mới nhất. Hẹn lại bà con video kế tiếp nha bà con. Chưa nghĩ đó chú.